Hello anh em, xin chào toàn thể anh em đã quay lại với cửa hàng Nông Cơ Phúc Luân anh em nha. Thì hôm nay bên em có về hàng loạt da bơm anh em. Hôm bữa giờ anh em hỏi rất là nhiều mà hôm nay em về đây. Này hộp này 4 miếng anh em ha. Da bơm này, da bơm của các cỏ bình xăng con 260 với 330 ha. 430 luôn, xài chung luôn. Đó. Bộ này thì bao gồm 4 miếng, vừa đây cho anh em xem nè. Đó. À, bao gồm có 2 miếng rong giấy và một miếng giá hình và một miếng da bơm ha. Da bơm thì rất mềm và ngon. Thì một bộ như vậy là em bán là 15.000 một bộ anh em ha. 15.000 một bộ, anh em nào mua thì số lượng giúp em nha. Em gửi cho anh em về, anh em làm ha. Rồi, tiếp theo em lên cho anh em mấy cái mẫu chụp giật ha. Đó, cái này em lấy ra em làm mẫu cho anh em. Thì anh em nào coi lấy được thì liên hệ em. Ở đây nó có mẫu chụp giật của máy COM 260 nè anh em, với lại 260 tàu á. Đó thì ở đây nó có mẫu luôn, một mẫu là trợ lực ha và một mẫu là không trợ lực. Thì cái mẫu này là 30.000 một cái anh em ha, 30.000 một cái, trợ lực với không trợ lực thì nó đều bằng giá nhau. Tiếp theo mẫu của 411, một bên là xài chấu bung ra, bốn chấu bung ra ha. Thì bốn chấu bung ra này, cái này là 100.000 nè, cái này là 100.000 một cái chụp giật này, bốn chấu bung ra nè. Còn cái này là chụp giật trợ lực ha, loại trợ lực. Trợ lực này thì nó 120.000 một cái hộp chụp giật Rubin 411 mà loại có trợ lực đó. Rồi em có ba cái bình xăng con luôn, bình xăng con này bình xăng con 2 tầng ha. Nó có cái nút chỉnh này không có nút chỉnh ha, này 2 tầng nè, nó xài cho TG E nè, TLE rồi nè đó, 2 tầng 2 họng ha, le đỏ. Rồi ba cái này em bán cho anh em là một cái 130.000, ba cái là 390 ha. Anh em nào mua thì liên hệ, ba cái 390.000 nha. Rồi hai cái chuông chén của Estin nè, các dòng Estin 230, 210, 250 nè. Chuông này chuông zin tháo máy. Rồi hai cái em bán 200, anh em nào chốt thì liên hệ em, hai cái 200, 100.000 một cái nha. Rồi đây là tiếp mở buri, tiếp mở buri này là 12.000 một cái, 12.000 một cái anh em ha. Đó, đầu 13, 19, đầu dịp 12.000 một cái, anh em nào lấy số lượng thì liên hệ em ha. Rồi sên cưa anh em nhé, sên này là một bịch vệ sinh chung 370 mini 29 mắc rưỡi, một bịch như vậy là 120.000, 120.000 29 mắc rưỡi ha. Một bịch như vậy em kèm cho anh em một cái mắc nối, anh em nào lấy thì em còn mấy bịch thì anh em nào liên hệ lấy thì liên hệ với em ha. Số điện thoại đây là 0344341700 anh em nhé. Rồi còn bên đây là buri này là một hộp 10 cái ha, 10 cái 140.000 một hộp. Đó, buri này là xài cho các cỏ và máy cưa, xài rất là tốt. Đó, khách lẻ khách sỉ ha. Lấy nhiều thì em bớt một chút đỉnh, rồi còn lấy ít thì em bán 140.000 một hộp. Là giá thì cũng rất là ok anh em nha. Rồi, tiếp theo một dòng sản phẩm bên em nữa, đây là dũa. Dũa này thì bao gồm dũa này, dũa Tsuyama ha. Dũa này là dũa có cán. Đó. Anh em nào lấy giá sỉ lớn nhỏ thì liên hệ với em, thì hơn 20.000 một tí thôi là một cây. Đó, một hộp như vậy là 15 đến 20 cây. Anh em nào có liên hệ thì lấy. Tại vì những dòng này em bán lẻ ở đây xài rất là ổn, thì anh em nào có nhu cầu mua thì em sẽ soạn ra, soạn với cái giá sỉ để về anh em bán lại ha. Đó, thì dụ lớn dụ nhỏ thì nó đều có hết anh em ha. Dụ ở đây dụ lớn nè, còn dụ này là dụ nhỏ nè. Đó, tại về giờ nó sắp ở ngoài á thì sẽ vô bao vô hộp đầy đủ cho anh em ha. Đó, đây là dũa. Rồi còn về phần bên đây thì đây là nước rửa máy anh em ha, nước rửa máy. Nước rửa máy hôm nay em bán em còn một ít nữa thôi, em bán cho anh em cho nó hết luôn, là em bán giá là 60.000 một chai. Anh em mua về rửa máy, rửa lốc, rửa bình xăng con, súc rửa các thứ đều được hết nhé, đều ngon lành đàng hoàng, ok hết. Thì anh em nào có nhu cầu mua thì liên hệ với em ha. Đó, đây là nước rửa máy nhé. Rồi tiếp theo là đây là những cái loại mà núm bơm có đế nè anh em ha, núm bơm có đế nè. Đó, cái này là núm bơm có đế ha. Thì núm bơm có đế này thì 20.000 một cái ha, 20.000 một cái. Ở đây là lấy số lượng nhiều thì em sẽ chăm trước cái giá, vậy sẽ bán cho anh em với cái giá nó hợp lý nhất. Đó, đây là núm bơm có đế nha. Rồi đây là một bịch của bánh giật, là mấy bánh giật đây là 33 ha, đây là 33 Nhật nè, Trung Quốc đều gắn được nè. Một bịch này á, thì 5 cái như vậy, một cái bánh giật là 20.000 ha, 5 cái này là 100.000. Đó,
Rồi, ở đây em còn một ít dây đeo. Dây đeo này, dây đeo có cỏ ha. Dây đeo này là 15 nghìn một sợi. Anh em lấy thì em ship từ 10 sợi. Mà bát đầy đủ nè. Đó, móc đeo đồ đẹp, không gãy vỡ nữa ha. Dây đeo này là dây đeo bãi. Đó, thì 15 nghìn một sợi. Anh em nhé. Rồi, tiếp theo đây là buri bãi. Buri bãi này bên em tháo máy ra và cho nổ ngon là đàng hoàng. Thì cái giá là 30 ngàn một cái. Thì anh em nào lấy số lượng đó, bao nhiêu cái thì liên hệ với em. Thì em sẽ soạn cho anh cho anh em nhé. Đó, 30 ngàn một cái thì nó xài ngon là đàng hoàng nha anh em. Những buri này, buri bãi tháo máy, nó còn đẹp và ngon là đàng hoàng nha. Rồi, đây anh em. Đầu máy có cỏ thì hiện tại em đang có đầu Mitsubishi TL33. Đầu này màu sắc xi măng đời HG. Rất là đẹp, còn ngon lắm anh em, còn đẹp lắm nha. Rồi, đầu này là đầu Mitsubishi TLE43. Con này nồng 40 ly, 43cc. Động cơ này là động cơ Maru 345, nồng 38 ly, bô lớn. Động cơ tiếp theo là Mitsubishi TL43, anh em ha, đầu này đầu bãi. Tiếp theo là Isuzu CG30, đó, đây là những đầu máy mà ngon và đẹp chất lượng. Đó, toàn là bô lớn anh em ha, toàn là bô lớn không thôi. Rồi, ok anh em nhé, đó là những cái mặt hàng phụ tùng mới. Còn mà phụ tùng bãi á, thì máy bãi á, thì em cũng còn rất là nhiều. Anh em nào muốn mua thì liên hệ với em G3K Maru 26 com đó, TL23231 ha. Các dòng máy cũng rất là nhiều nha anh em. Đó, anh em có liên hệ vào Zalo số điện thoại 0344341710 để mua hàng ha. Đó, anh em nào mua làm cơ bãi thì bên em cũng còn rất là nhiều luôn. Rồi, đó, anh em mua nhớt thì em cũng có nhớt anh em ha. Đó. Rồi, ok, bye bye anh em nhé. Em sẽ cố gắng nhập cái phụ tùng mới nhiều và cái giá tốt thì để về bán cho anh em. Thì mong anh em luôn tin tưởng và tin dùng, ủng hộ bên cửa hàng em nhé. Rồi, bye bye anh em nhé.